Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ mẹ khôn. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi thay tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ
Chúa đã đáp lời tôi. Từ vùng sâu tôi nói lan Chúa. Đại chủ tiền Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Thư Phân Lưu, được tin bà Maria Cô Thị Thu thuộc giáo họ Đa Minh giáo xứ Kim Lao là ân nhân của Đại chủ tiền Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã yên nghỉ trong Chúa ngày 31 tháng 10 năm 2023. Đức cha Roma, quý cha giáo và toàn thể quý thầy Đại chủ tiền xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria và thành kính Phân Lưu cùng với gia đình tang quyến. Thánh lễ cầu cho bà Maria sẽ được cử hành vào sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 và các Chủ nhật tiếp theo tại nhà viện Đại Chủ Viện. Cùng với lời phân lưu, Đại Chủ Viện xin bày tỏ niềm tri ân sâu xa đối với bà Maria vì đã có lòng quảng đại đóng góp cho chương trình đào tạo các linh mục của giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay nhân lành, đón tiếp và ân cử bà Maria trong nước Chúa. Thành kính Phân Lưu, Bùi Chu ngày 31 tháng 10 năm 2023, Linh Mục Đa Minh Trần Ngọc Căng, Giám đốc Đại Chủ Viện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin lân tùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa quý vị ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ an táng cho cụ Maria Trần Thị Quý. Có thể nói đây là một nhiệm vụ tốt đẹp, có ý nghĩa và cũng là dịp để chúng ta xác tín hơn vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Vâng thưa cộng đoàn, ai trong mỗi người chúng ta cũng biết rằng cuộc sống này phù vân nối biết phù vân, trần gian tất cả chỉ là phù vân, mọi sự rồi sẽ qua đi. Nhưng khi nghĩ đến cái chết của cụ Maria và dưới ánh sáng của Đức Kitô phục sinh, chúng ta tin rằng sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Và nếu ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được cùng sống với người, hạnh phúc vĩnh cửu, tương lai ấy hệ tài những gì chúng ta đang tích lũy ở hiện tại. Ước gì mỗi chúng ta học được nghệ thuật sống nhờ biết tưởng nhớ và cầu nguyện cho cụ Maria, nhất là biết chuẩn bị cho ngày ra đi của mình trong tin yêu và hy vọng. Giờ đây trong niềm tin và đức Kitô tử đàn và phục sinh, cộng đồng chúng ta cùng dâng thánh lễ thật sốt sắng để cầu nguyện cho cụ Maria được sớm hưởng hạnh phúc nước trời. Ta phải tâm tâm mối xin chúng ta những lập đối để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
này Chúa xin có lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại nhờ mầu nhiệm này. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là cô Maria đã an nghỉ trong con Chúa nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan, người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng chính quân, hoặc sự dối trá lừa tình tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất đường thiện và phơi lớp dục vọng làm biên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong chuỗi giác ngộ, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa hộ đưa người ấy ra khỏi chúng giác tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và vì thương thất thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Con sợ gì nguy khôn vì có Chúa ở
trường ngài bảo vệ con vững ra an tâm. Chúa là một từ chân dẫn tôi, người chân dẫn tôi chờ yêu con chỉ. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy chan chan chưa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giê-xu, Thiên Chúa sẽ đem họ làm một với người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không được, không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh, tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chúng ta thì chính Chúa từ trời ngự xuống. Và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc đến cùng họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Đó là lời Chúa. Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa gia đình tang quyến, cùng quý ông bà và anh chị em, sinh, bệnh, lão, tử là quy luật của tạo hóa và là mẫu số chung cho thân phận con người chúng ta. Thật vậy, đau khổ và sự chết không châm trước cho bất cứ một ai. Ngay cả Chúa Giê-xu, Thiên Chúa làm người, cũng chịu rất nhiều đau khổ cho đến chết và chết trên thập giá. Như vậy, đã là con người thì ai cũng phải chết. Vậy, chết là gì? Phải chăng chết
là một điều phi lý, là một thất bại hoàn toàn. Và chết có phải là hết không, thưa cộng đoàn? Việt Nam ta có nhiều tục ngữ nói về sự chết nhưng đầy hy vọng, như băng hà, nghĩa là qua sông, sinh thì, nghĩa là lúc sống, từ trần, nghĩa là từ biệt cõi trần để đi đến một nơi khác. Có lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã thấm nhuần quan điểm sinh ký tử quy này, nên đã viết: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Và thi hào Tagore thì gọi cái chết là nơi hò hẹn giữa Thượng Đế và con người. Còn người Công giáo chúng ta thì gọi cái chết là trở về với Thiên Chúa. Sáng mai nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho cụ Maria Trần Thị Quý, người cụ, người bà, người mẹ, người thân của chúng ta. Vâng, đứng trước thi hài cụ, ai trong mỗi người chúng ta cũng bùi ngùi, xúc động về sự ra đi của cụ. Cụ ra đi để lại niềm thương, tiếc nhớ cho giáo xứ, giáo họ, cho con cháu trong tang quyến và cho mỗi người chúng ta. Từ giây phút này, chúng ta mãi không còn gặp lại cụ, thì niềm đau thương, tiếc nhớ lại càng tăng lên gấp bội. Thế nhưng, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, vào lời hứa của Ngài trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, cộng đoàn chúng ta cùng xác tín rằng Chúa Kitô phục sinh sẽ cho cụ Maria được sống lại trong ngày sau hết. Quả vậy, những tình cảm cuối cùng của đời người bao giờ cũng là những tình cảm thẳm sâu và sâu đậm nhất. Chúa Giêsu biết mình sắp ra đi, bỏ lại các tông đồ giữa hoàn cảnh đầy thử thách. Các tông đồ chưa vững vàng gì, trong khi mà các thế lực thù địch từ phía những người lãnh đạo Do Thái đang trở nên hung hãn, và một sứ mạng lớn lao sắp được trao gửi cho các ông là tiếp tục sự nghiệp của Chúa Giêsu giữa trần gian. Tất cả trở nên một thách đố rất lớn đối với nhóm 12. Chúa Giêsu biết thế nên Ngài đã an ủi các ông là đừng sợ, cần tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài. Phải tin Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Tin Ngài đi dọn chỗ cho các ông, rồi sẽ trở lại đón các ông. Tin Ngài ở cùng các ông và giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. An ủi thôi thì chưa đủ, Chúa Giêsu còn nâng đỡ các ông, cho các ông được hiệp nhất với nhau, với Chúa và với Chúa Cha, cho việc hoạt động của các ông được sinh hoa kết quả, cho những người nghe các ông cũng được vinh phúc, cho các ông được đến nơi mà Ngài là đấng phục sinh vinh quang sẽ đến trước. Nhưng để đến với Chúa Cha trên bình diện con người và với tư cách là con, Chúa Giêsu cũng phải trải qua cái chết. Giờ chết là giờ đau thương, nhưng là giờ vinh quang của Ngài. Đồng thời cũng là giờ Chúa Cha được tôn vinh và nhân loại được cứu độ. Thưa cộng đoàn, xét về mặt nhân loại thì chết là điều phũ phàng. Nó chấm dứt sự sống đời này một cách rất quyết liệt. Nó cắt đứt mối liên hệ với mọi người, dù những người sống chúng ta đây có đau khổ, có tiếc thương, có nhớ nhung cụ Maria đến đâu. Vâng, đây là một thách thức, một thử thách
và mất mát rất lớn đối với tang gia, và cũng là nỗi buồn cho cộng đoàn giáo xứ giáo họ, cho bà con lối xóm của chúng ta. Vì đứng trước mầu nhiệm sự chết, ai mà người không đau buồn, không bàng hoàng, không sợ hãi? Nhưng thực ra cái chết không hề chấm dứt một cách phũ phàng như người ta tưởng. Bởi lẽ trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta được an ủi và chứa chan hy vọng, vì biết rằng chết là thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị phá hủy, thì chúng ta lại có một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên nước thiên đàng. Do đó, tuy có đau buồn vì sự chia ly với cụ, nhưng chúng ta lại hy vọng chắc chắn sẽ có cuộc hạnh ngộ với cụ trong nhà cha trên trời. Vậy nên, chúng ta hãy vâng phục Thánh ý Chúa trong sự hiếu thảo, và phó thác người quá cố của chúng ta trong sự quan phòng của Chúa. Vâng, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa anh chị em, nhìn lại cuộc đời trên dương thế với 77 năm của cụ Maria, chúng ta thấy suốt cuộc đời Kitô hữu của mình, cụ đã sống niềm tin vào Đức Kitô, đã nêu gương sáng cho con cháu trong gia đình và mọi người qua sự hiệp thông với Chúa bằng chính đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của mình. Là một người Kitô hữu, cụ chu toàn tốt bổn phận trách nhiệm là một người bà, người mẹ, khi hết mình nuôi nấng và dạy dỗ các con nên người, nên những người có ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Là một công dân, cụ tích cực trong phong trào bảo vệ và giữ gìn nước Nam. Đặc biệt, cụ Trần Thị Quý là một nhà giáo rất ưu tú, vừa có tâm, vừa có tầm trong sự nghiệp giáo dục chồng người. Ngoài ra, cụ luôn quảng đài, đóng góp công của và hết lòng với giáo xứ, giáo họ và với giáo phận. Vâng thưa cộng đoàn phục vụ, sinh thời cụ Maria đã sống như thế, thì hôm nay cụ vẫn ở trong thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, được hiệp thông mọi công tràng của các chi thể còn sống là mỗi chúng ta. Và nếu cụ chưa được hưởng nhan Thánh Chúa, thì vẫn rất cần được chia sẻ công phúc của chúng ta càng nhiều càng tốt. Chớ gì chúng ta đừng vội lãng quên cụ sau thánh lễ an táng này, nhưng luôn yêu thương tưởng nhớ đến cụ bằng việc cầu nguyện và dâng các việc hy sinh, các việc lành phúc đức để chỉ cách riêng cho cụ Maria. Chúng ta cũng ý thức rằng con người rất mỏng giòn, yếu đuối, dù sống tốt lành thánh thiền đi đến đâu chăng nữa, vẫn còn với những khiếm khuyết nhỏ bé. Vậy trong thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa nhân lành tha thứ tất cả những thiếu sót đó cho cụ Maria, để cụ được vui sướng nghe lời ngọt ngào của đấng thẩm phán tối cao. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Ước mong được như vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới, tin tưởng và hy vọng nơi người. Cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết hiệp lời nguyện xin. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành theo Chúa, mà nay đã qua đời, được vào hương niềm vui nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cụ Maria, khi còn sống đã hết lòng tin yêu phụng sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi mà vào hương hạnh phúc Chúa hứa ban. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thân bằng quyến thuộc của người qua cô, được Chúa thương nâng đỡ và an ủi, hầu biên đau khổ mất mát thành của lễ đẹp lòng Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta, khi tiễn đưa cụ Maria về nhà cha, được luôn nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu phụng sự Chúa suốt đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con đường sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho linh hồn Maria sớm đường hướng niềm vui nương trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và gửi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con đại xin Chúa đoái thương, mà trong ngày an táng của Maria, chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để nếu tôi tớ Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, hay tình hư nhân loại nào còn in vên, thì xin Chúa lấy lòng từ ai tẩy xoa, thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thân là chính đang phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu trên, để chúng con khỏi phải trên. Hơn nữa, một mình Người đã đoái thương chịu trên, để chúng con đường sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng
rằng lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng một thể thương ngây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đương thiên. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu trên và sông lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma chúng con và toàn thế hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho người tín hữu đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đang viếng các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: trên trời chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý bà và anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho. Lạy chiên Thiên Chúa, để đứng xoa tội trần gian, phung trai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Kính thưa cộng đoàn, nghi thức hiệp lễ chỉ dành riêng cho những người Công giáo có đủ điều kiện. Vậy những ai không cùng niềm tin Kitô giáo, xin mời ngồi yên tại chỗ. Xin cảm ơn. Hỡi người, hãy nhớ chính thân phận mình. Chỉ là bụi nhớt trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta được dựng nên từ bụi cho, là bụi cho mong manh bé nhỏ. Cuối cuộc đời ta trở về cho. Yeah.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đàng trong bí tinh thanh thề. Xin đoái thương cho người chị em chúng con là cô Maria, nhờ cô ăn này đường đàn tươi chính bản tiên muôn đời của Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sau đây là nghi thức ăn táng có dâng và từ biệt lần cuối. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng ở theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn, sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cần bên vua muôn đời. Lạy Cha đấng nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em này trong tay Cha với niềm hy vọng chăng chăng người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi cụ Maria còn sống trong cuộc đời trong khoa này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dâu chị các anh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khấn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biên dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ đứng cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẳng nhân đời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chắc tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa con đã trông cầu.
soi tội lỗi kẻ làm dân người thay thấy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trong cậy rơ thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lang, Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tinh Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị, quý chức, quý khách và quý vị hiện diện nơi phòng tang, sự hiện diện của quý cha, quý vị, quý chức cùng toàn thể công đoàn trong buổi sáng sớm hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho con cháu của bà cụ, để cho họ vơi được phần nào nỗi nhớ thương cụ. Và với bà cụ, cụ vừa được hưởng nhờ thánh lễ lần cuối cùng nơi trần thế và từ nơi cha quê hương, cùng quý vị, quý chức và cộng đoàn hiệp dân đến Thiên Chúa trong giây phút vừa qua, chắc chắn Chúa sẽ thương và sớm đón bà cụ về được tôn nhan Thánh Chúa. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi quý cha, quý vị, quý chức và cộng đoàn, chúng con xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Trọng kính cha Anton giáo phận Huế, kính thưa quý vị, quý chức, hội đồng phục vụ tân cựu của hai giáo xứ xứ Điện Thánh Kiên Lao cũng như xứ Thánh Danh, cũng như hội đồng phục vụ các giáo họ, giáo khu, giáo chi cùng các đơn vị cầu nguyện của hai giáo xứ, nhất là một sự yêu ái của cha ân thân nhân của các quyến chúng con đã dành thời gian quý báu cũng như một chặng đường quá dài để trở về đây hiệp nhất cùng với cộng đoàn chúng con để dâng thánh lễ tiễn biệt người bác và đúng con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Con cũng không biết nói gì hơn. Trước hết con thay lời cho các anh, các chị cùng các cháu chắt đồng tăng quyến xin hết lòng cảm tạ và tri ân cha. Một lần nữa tố xin chân thành cảm ơn tất cả các ban ngành của hai giáo xứ đã tạo điều kiện cho gia quyến chúng tôi được cử hành lễ an táng thật là long trọng và sốt sắng. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Giờ đây chúng con xin kính mời cha, kính mời quý vị, quý chức và quý khách trở về bên phòng khách.
Trước khi đoàn đại biểu tổ chức lễ viếng và lễ đưa tang, xin mời các vị đại biểu và toàn thể nhân dân có mặt nơi phòng tang ổn định để đoàn tổ chức lễ viếng trang trọng. Kính thưa vong linh cụ Tô Thị Thu tức Trần Thị Quý, kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, thưa Trần tộc nội thân, Tô ngoại tộc, thưa gia đình tang quyến, sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Kiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, cán bộ và nhân dân xóm 4 cùng nhân dân địa phương nhận được tin báo buồn của gia đình. Cụ Tô Thị Thu tức Trần Thị Quý, sinh năm 1947, hiện ở xóm 4, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cụ năm bệnh từ trần. Nhận được tin báo buồn, chính quyền địa phương đã thông báo tới nhân dân trong xã biết tin. Đoàn đại biểu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã đã về cùng cán bộ cơ sở xóm 4 tới gia đình thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Đoàn cùng họ nội, họ ngoại họp bàn thống nhất chương trình lễ tang. Thành lập ban lễ tang gồm 7 thành viên. Ông Bùi Ngọc Khích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng ban. Hội nghị thống nhất chương trình lễ tang, ban lễ tang đã cùng trong họ và gia đình tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu tới thăm hỏi kính viếng theo đúng quy ước văn hóa, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Sáng ngày hôm nay, hiện diện trước phòng tang là đoàn đại biểu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các ban ngành đoàn thể trong xã, cán bộ và nhân dân xóm 4 tổ chức lễ viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn chống nàng nổi phần chống lớn. Sau đoàn chống nàng, xin mời hai vị đại cổ nổi phần chiêng trống. Trân trọng kính mời ông Trần Hồng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt đoàn lên đặt vòng hoa viếng. Vòng hoa đang rực rỡ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xã Xuân Kiên.
Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ, thay mặt đoàn lên đặt vòng hoa viếng. Vòng hoa mang dòng sự kiện cán bộ nhân dân và các tập thể xóm lớn tình tuyến. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Khích, trưởng ban lễ tang nên đọc lời điếu. Xin kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Tô Thị Thu, kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt các ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã, kính thưa cán bộ và nhân dân xóm 4 cùng các quý họ, quý đoàn và nhân dân hiện diện nơi phòng tang, thưa gia đình tang quyến, giữa lúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những tháng còn lại của năm 2023. Thì thật bùi ngùi và xúc động nhận được tin báo buồn của gia đình. Cụ Tô Thị Thu, tức Trần Thị Quý, hiện ở xóm 4, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hội viên Hội cựu giáo chức xã Xuân Kiên, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, lâm bệnh từ trần. Hôm nay, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã và cán bộ, nhân dân xóm 4 cùng nhân dân địa phương tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và cùng thân quyến, gia quyến cụ, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân xã nhà. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt các ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, cán bộ và nhân dân địa phương xin được gửi tới thân quyến, gia quyến cụ lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Tô Thị Thu sinh năm 1947 tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống cách mạng. Thuở còn nhỏ, cụ được cha mẹ nuôi ăn học. Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học, cụ đã được cha mẹ cho theo học tại trường Trung cấp Sư phạm Hà Nam Đinh. Sau khi học xong chương trình Sư phạm 7+3, cụ được phân công về công tác tại trường cấp 2, nay là trường Trung học cơ sở xã Xuân Kiên. Trong thời gian công tác tại trường Trung học cơ sở xã Xuân Kiên, cụ đã gặp gỡ, quen biết và xây dựng gia đình cùng với cụ ông là thầy giáo Trần Thanh Quý ở xóm 14 cũ, nay là xóm 4, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trong thời gian công tác, cụ luôn luôn phấn đấu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với bản chất ham muốn học hỏi, cụ đã được cơ quan và phòng giáo dục cử đi học lớp cao đẳng sư phạm tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nam Định. Đến tháng 10 năm 2003, cụ được nhà nước và ngành giáo dục giải quyết chế độ nghỉ hưu. Về cuộc sống đời thường, cụ tích cực tham gia các phong trào của địa phương cơ sở, phong trào của hội cựu giáo chức và cùng cụ ông tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, với những công lao và thành tích suốt 36 năm công tác trong ngành giáo dục, cụ đã được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, huy chương vì sự nghiệp giáo dục và nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, về cuộc sống gia đình, hai cụ sinh hạ được 4 người con, trong đó có 2 người con trai và 2 người con gái. Hai cụ mẫu mực thương con mến cháu, thường xuyên dạy bảo giáo dục các con các cháu về truyền thống gia đình, truyền thống quê hương đất nước. Hai cụ đã lần lượt động viên hai người con trai trong gia đình là ông Trần Ánh Đức và ông Trần Ánh Đông hăng hái tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện hai ông đều vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và là bác sĩ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, con gái, con rể cụ có những người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tại ngành giáo dục. Đến nay, các con, các cháu của cụ đều trưởng thành và thành đạt. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, sinh thời cụ là người sống mẫu mực, hiền lành, đức độ, tình nàng nghĩa xóm thủy chung. Giờ đây cụ không còn nữa, đây là một tổn thất mất mát lớn lao đối với các con các cháu chắc trong gia đình cũng như dòng họ. Cụ mất đi để lại nỗi tiếc thương cho các con các cháu dòng họ.
bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thiết gần xa. Các đoàn hội mất đi một người hội viên tích cực, xã hội mất đi một người công dân mẫu mực. Trong giờ phút đau thương mất mát này, tôi đề nghị gia đình, các con, các cháu của cụ hãy luôn luôn ghi nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục và noi theo tấm gương đức độ của cụ. Đồng thời hãy nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục học tập, lao động, công tác, góp phần cùng cán bộ và nhân dân địa phương xây dựng quê hương Xuân Kiên ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Trước giờ phút chiên y tiễn biệt để tỏ lòng thương tiếc cụ, tôi xin trân trọng đề nghị các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt nơi phòng tang hãy trang nghiêm dành phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời vị đại biểu thay mặt gia đình nên có lời cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong xã, thưa các đại biểu đại diện cho cán bộ, nhân dân xóm 4 sở tại. Kính thưa các đại biểu đại diện cho lương trần tộc, nội thân và tô tộc ngoại thân. Kính thưa Hội đồng Mục vụ hai xứ Kiên Lao và Thánh Danh. Thưa các vị đại biểu, quý khách xa gần và bà con lối xóm. Thân mẫu tôi là bà Trần Thị Quý, tức Tô Thị Thu, đã từ biệt cõi đời này về với tổ tiên. Từ khi thân mẫu tôi lâm chung đã được các quý vị bà con lối xóm đôi bên nội ngoại đến thăm hỏi và lo toan giúp đỡ công việc để tổ chức tang lễ cho thân mẫu tôi rất long trọng và chu đáo theo nghi lễ quy ước của địa phương và nghi lễ tôn giáo. Trong giờ phút đau thương này, thay mặt bốn chị em chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã đến thăm viếng, động viên, giúp đỡ gia quyến chúng tôi. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ và nhân dân xóm 4 sở tại đã đến để tiễn đưa linh cữu thân mẫu tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tổ chức tang lễ cho thân mẫu tôi, không tránh được khỏi sơ suất. Kính xin các quý vị đại biểu lượng thứ, tôi cùng đồng tang quyến xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Công Khá, xóm trưởng xóm 4, nên điều hành lễ đưa tang. Xin kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo đã đến giờ đưa tang cụ. Để đảm bảo di chuyển linh cữu của cụ trên quốc lộ giao thông được an toàn, tôi xin phân công đi đầu là ban nhạc tang xe cứu, cuối cùng là toàn thể anh em con cháu và nhân dân đưa tiễn cụ. Tôi xin công bố lễ xuất cữu đưa tang cụ Tô Thị Thu được trọng thể cử hành. Bắt đầu. Thương con, ôi tình thương ngút cao mây trời. Tình mẹ yêu con như biển khơi sóng vô dạt dào.
nhẹ nhàng đưa nôi qua lời ru mẹ hát ngọt ngào, dõi theo cuộc đời cha đỡ đần con từng bước chân. Tình mẹ tình cha bao la tựa như thái dương, con đây lấy gì đáp đền mẹ cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống muôn phúc ân dư tràn xuống trên cha mẹ, giúp mẹ cha sống đời an vui. Chúa thương kêu mời một niềm tin yêu, khuyên bảo con đáp tiếng gọi mời. Nguyện cầu cho con qua lời kinh sống tôi mỗi ngày, mãi mong một đời con trung thành ơn gọi hiến dâng. Tình mẹ tình cha bao la tựa như thái sơn, con đây lấy gì đáp đền mẹ cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống muôn phúc ân dư tràn xuống trên cha mẹ, giúp mẹ cha sống đời an vui. Tình mẹ tình cha bao la tựa như thái sơn, con đây lấy gì đáp đền mẹ cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống muôn phúc ân dư tràn trên cha mẹ, giúp mẹ cha sống đời an vui. Xuống trên cha mẹ, giúp mẹ cha sống đời an thank you.
nhân sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Xin Chúa ý a chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Bằng tiếng thương yêu lá nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tâm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Sống làm sao nên đáp ơn.
nhắn hỏi
tình cha. Lòng con mãi ước bên cạnh cha. Tình cha yêu thương thăm đầy, lòng con trông mong mỗi ngày sống trong tình cha.
xếp lại mong ước tương lai về với Ngài trong hạnh phúc không tàn phai. Lạy Chúa nay con đây, lòng vui say theo tiếng của Ngài, con đáp lại lòng chẳng nghi ngại bởi vì Ngài là đấng giàu lòng xót thương. Con không thể mang lấy cho cuộc sống đời sau. Nay con về cùng Ngài, xin xót thương con cùng. Sông lại
Xin Chúa thương cho tôi tơ Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiêu sang, làm cho tôi tơ Chúa đường phùng sinh. Và trong anh quang chiêu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tơ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Nếu thua chắc rồi Chúa ơi, hãy đứng vững thành thơi những cha con lòng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận. Thiên Chúa toàn năng đã muôn gọi người chị em chúng ta ra khỏi cõi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân sang người chị em này cho lòng đất, để thân sang ấy trở về nơi mình phát xuân ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi trên sông lại, người xe tay tạo thân sang yêu hèn của chúng ta, nên dâng thân thể sang lang của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em này cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chôn bình an của Ngài, và cho thân sang người chị em này đường sông lại trong ngày sau hết. Sau mỗi lời cầu nguyện, xin cộng đoàn đáp, xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Chúa đã không thương Lazaro trên, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ trên sông lại, xin cũng thương cho người chị em chúng con đường sông đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người chị em chúng con đường thanh tẩy nhờ nương rửa tội, và được in dấu nhờ viêng xưng dầu thanh. Xin thương nhận người chị em chúng con vào xô căng thanh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em chúng con trong tiếng bình và mau Chúa. Xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc đương Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con đường an ủi trong đức tin, và vững lòng trong cây đường sông đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, chúng con đài xin Chúa thương son tôi tơ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ương nguyện làm theo ý Chúa, không bị phán vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thần đã liên kết tôi tơ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, lòng thương son của Chúa cũng làm cho tôi tơ Chúa được nhậm đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng vàng thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ thời nhưng cũng được. Thiên thư vĩnh biệt là đây. Ơn trời cao lòng lòng, ơn đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất
chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất. Lời mẹ giúp con mãi về sau con xuống. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm tự tục, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa màng.
Chúa đã dù thương và chọn con từ trước muôn đời. Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy. Vì Ngài luôn ở bên cạnh, đời con chan chứa ơn lành. Chúa đã dù thương, Ngài dìu đưa về bên bình an. Ôi tình yêu Chúa ra sao, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời con mơ mòn hè, con mong đến nhà ân tình Chúa lâu tốt khắp hình. Tình Chúa yêu con đã dẫn con từng nhịp bước chân. Tình Chúa yêu con làm sao đáp đền xứng cơn. Tình Ngài yêu con nhiệm màu, tình yêu ôi quá cao sâu. Chúa đã dù thương mời gọi con đền đáp ơn Ngài. Ngày tháng qua mau, những nghĩa ân Ngài luôn chứa chan. Dù những phong ân khi đời con yếu hèn vô ngờ, vì Ngài yêu thương con hoài. Dù con yếu đuối lỗi tội, Chúa đã dù thương, nay tim con cảm mến tình yêu. Ôi tình yêu Chúa ra sao, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời con mơ mòn hè, con mong đến nhà ân tình Chúa. Chúa yêu con hơn cả thân phụ thân mẫu con. Tình Chúa yêu con hơn tình yêu thế trần muôn phần. Tình Ngài yêu con bao la, đời con hát khúc hoan ca. Chúa đã dù thương, đo đầy con bằng nghĩa ân Ngài. Nguyện Chúa cho con luôn.